chạch xiên que cho mọi người nhá. Đây và cho nó vào đây. Cắm nó xuống. Cái món này chắc có kiểu hấp dẫn lắm đấy anh nhỉ. Tại vì nó uống nước măng này. Nước măng chua này ngon lắm mọi người ạ. Cứ làm ra đây trong tí anh cắm nhé. Làm ra gì đây ấy xà. Cắm nó vào đây. Tí nữa sẽ đốt nha mọi người nha. Mấy cái con trạch đồng này cứ kiểu lũ lũ mưa đổi mùa này nè mọi người, xong rồi bắt đầu nó sụp bùn nó lên, xong rồi gặp mấy cái kích tặc tê tê nhịn được lên. Phải xiên cả măng vào đây cho nó ngon nhé mọi người nhé. Thơm nữa. Thơm lắm, măng ớt này thơm lắm. Đấy, con chạch vào đây. Chạch thì thường là không phải mổ luôn. Đấy, để xiên chặt vào đây. Ai thích ăn ruột, chạch thì ăn, không ăn thì giật bỏ. Ruột không cần giật. Hầu hết là ăn. Đấy, đây để tí nữa cắm vào đây, úp nồi lại. Người ta ăn cái lẩu gì nhỉ? Lẩu gì mà không phải mổ cá sống này đẩy cho vào anh nhỉ? Cá kình à? Cá kìm, cá cùm gì ấy. Ăn chẳng ngon bằng mấy con chạch nướng này anh nhỉ? Gọi là hết giờ. Nga, mày cắm vào lỗ xiên. Ok. Bây giờ bắt đầu cắm nó xuống nha mọi người nhá. Má này ta phải rùi lỗ trước để mình cắm vào mọi người ạ. Cho nó chắc. Anh cứ rùi sẵn đi rồi cắm. Đây nha mọi người nha. Anh em mình đã hoàn thành rồi. Đã hoàn thành siêu phẩm rồi đấy, thấy chưa? Nào, bây giờ nhá. Cho bọc lá sen xung quanh này để cho nó đỡ bị cháy cái mép ngoài á. Không biết ngon hay không nhưng mà mép ngoài. Em nghĩ là hấp dẫn đấy. Đấy ok luôn đấy anh ạ. Đấy, cái này nữa là vừa zin. Ok. Nào từ từ. Nào. Vâng anh ơi, anh cũng từ chơi nữa. Chỉnh chỉnh cái lá sen. Ok. Quá hưng anh ơi. Ok ok. Sinh ra là để dành cho nhau. Lá sen đi tí trang trí. Ơi quên rồi. Anh đang định bảo đổ cái măng ớt để vào trong. Thôi nó uống hết nước măng ớt rồi. Không cần nữa, tại vì đổ thì nó xuống mất dưới đất. Không cần thiết. Bây giờ đốt. Bật lửa. Mày đi lấy đi. Okay. Mọi người bảo món này sẽ thành công không? Mình hy vọng là sẽ thành công. Ok đấy mọi người ạ. Cái món này những cái món úp nồi là siêu đơn giản mọi người. Nhưng mà quan trọng là chất lượng. Đơn giản nhưng mà ngon. Đây, trông kéo nó cháy lan ra nhé. Ok anh. Đấy. Sắp được rồi nhé mọi người nha, nốt mẹ này nữa thôi. Hy vọng là thành công. Đợi mãi mới đến cái giây phút gọi là chén mọi người ạ. Măng ra đây thì lấy măng ra đây. Lấy một con tí măng ớt mà ăn phê anh nhỉ. Không biết là có thành công không mọi người bạn thế nào. Ôi. Xem nào. Ngon đấy anh ơi. Chà. Ok đấy, nào đưa mâm đây. Đây. Chà.
tới. Thôi. Đây, đây nhá mọi người nhá. Đấy, chín thế này là ngon này. Chín thế này là đẹp này, vàng rộm này. Nó không bị cháy. Mấy con mé bên kia chín dở hơn anh nhỉ? Đấy, con nào cũng ngon. Ui, con này xun rộp ra luôn. Đấy, đấy. À, cầm nhá. Làm trứng lắm ạ. Măng ớt ở dưới luôn, măng ớt ăn được luôn mà. Ok. Măng ớt nấu gọi là... Xông lên tan mùi măng ớt đây kìa. Ê, thơm tối rồi đấy. Mọi người đã được ăn chạch nướng măng ớt bao giờ chưa? Đỉnh của chóp luôn đấy. Mình chưa được ăn, thế mà nó là đỉnh của chóp. Nhưng mà ngửi này là biết là hương vị à. Ôi trời luôn. Thăng 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 thăng. Đấy, mọi người thấy mâm gì nhỉ? Chạch úp nồi của anh em mình ok không? Anh em mình vừa kiếm ra cái chỗ ngồi gọi là cũng kinh điển cơ. Đấy, ok luôn. Ghế ngồi điều hòa. Bồ Tát không phải Bồ Tát mà là chạch ngự hoa sen. Ăn món chạch này nhá. Mình chạy lấy. Phải làm xì dầu mù thạt thật cay à. Ây da, nó mới phê. Đấy, ngon chưa mọi người? Siêu tê anh ạ. À, không chưa? Sao nó không ra? Ây. Bóc ra. Còn cái giấy đây này. Đó. Đây. Đấy. Ui. Mày bóp mạnh quá. Sao nó khỏi. Sao nó buồn đấy? Anh bóp mà. Mày bóp trước, lực của mày trước. Wow. Nhúng vào, à đây. Khoắng nó lên đã. Khoắng lên trong quấy. Lá lốt nhá, cuốn lá lốt vào. Chạch phải cuốn lá lốt nhá mọi người nhá. Em phải đả một con này. Nghe kiểu ngon lắm ấy. Thêm tí. Mời tất cả mọi người nhá. Và đây, chấm mất sữa. Mày thử trước đi. Xoay bánh. Sốc sốc. Sốc à? Phát lên đây luôn. Sốc gì cả. Mời mọi người nhá. Number one. Thêm măng ớt nhá. Ấy ơi. Phải kẹp măng ớt vào này này. Lâu ngày không ăn chạch thịt nó ngọt rồi đấy. Kẹp măng ớt vào như thế này này. Đấy, chấm vào đây này. Mình không dám chấm nhiều. Thấy cái này cay rồi đấy. Ngon đấy ạ. Mẹ phải hãm. Ui da, hôm nay uống hàng VIP à anh? Pepsi nữa, Pepsi đen nữa. Uống Pepsi VIP đây là lộ. Ôi da, cái hãng mới. Mời cả mọi người nhá. Uầy, món chạch này ok nhá mọi người nhá. Mình sẽ ăn không để xem là nó không chấm một xì dầu mù tạt nữa mà sẽ ăn không để xem nó có ngấm bị măng ớt gì không nhá. Đây, một con chạch chín nó màu nó sẽ như này nhá. Mình thấy là nó chưa được màu lắm, đáng nhẽ ra ở dưới này phải khô hơn nữa. Tại vì úp nồi thì anh em mình cho ra không biết cho ra. Pepsi này ngon đấy, nhiều Pepsi Light Fanta ấy. Ngon. Pepsi ngày trước là không ngon mà. Nó không được ngấm măng ớt mấy đâu. Măng ớt như kiểu là nó ngấm ở vào ngoài da cái chỗ nó sẽ mấy bỏ cua. Cái chất nhờn của con cá gì à con chạch gì thôi. Nói gì à? Ngon. Con này khô này, con này khô anh ạ. Con nào phải có trứng cơ. Con này khô này. Trời ơi. Trời ơi. Khô như này mới ngon mọi người ạ. Chưa thấy con nào quả trứng đâu, quả trứng nó mới ngon. Ta tưởng mình thích ăn lá lốt sống. Lá lốt em chỉ thích ăn với ong rồi. Nè, chạch, chạch ăn lá lốt ngon mà. Hơi tiếc một xíu, đáng nhẽ ra phải nướng khô tất như thế này nhá mọi người nhá.
Trên này nó cũng khô này, dưới này cũng phải khô này, nhưng mà trên này khô rồi, ở dưới chưa được lửa, hết rơm mất. Đoạn dưới đoạn đầu nó chưa khô anh ạ. Nhưng mà vẫn cứ là ok nhá mọi người nhá, ngon, vẫn rất là ngon. Ui, đấy, còn trứng chắc. Biếu anh cái quả này, là number one luôn. Con này chắc chắn có trứng nhá mọi người nhá, nhìn này. Mình sẽ khai quật trứng nha, xem. Ấy, uầy, uầy, trứng nó còn sống. Không được. Con này trứng sống. Con này bụng to quá, trứng sống nhá mọi người nhá. Này, sống rồi. Chưa chín nữa, đấy. Thiếu tiếc một cái, thiếu 5 phút nữa. Ăn những con nhỏ thôi. Tức là con này nó to quá, nó còn sống trứng này. Đấy. Những con nhỏ như thế này này. Những con nhỏ lại chả có trứng anh nhỉ? Con nhỏ thì lại không có trứng, nhưng con nhỏ thì đã chín ngon như thế này. Tiếc. Chắc ở đâu đây có hang ếch. Chạch này món đồ nhộng cực ngon. Và anh em mình còn một món đồ nhậu nữa cực ngon nữa, là món nhái khô nhá mọi người nhá. Món nhái khô thì vừa rồi mưa to gió lớn là bắt được một mẻ nữa rồi, tầm độ 200 cân nhái khô. Hôm trước thì bán hết sạch cái đợt hàng trước, cái đợt mẻ nhái khô trước thì thiếu hàng, thế nên là nhiều người đặt hàng rồi phải đợi. Mọi người cứ inbox vào Zalo số 0981640046 nha mọi người nhá. Cứ thử một lần ăn nhái khô của anh em mình, bảo đảm phê luôn, cực kỳ ngon luôn, món nhậu cực kỳ ngon luôn, nhái khô. Anh em không phải là góp tay anh em mình làm đâu, mà anh em mình chỉ thu thập của các bác dân đi bắt nhái về, xong rồi sẽ gửi công ty làm. Ăn tuyệt vời luôn, nhái khô. Mai mình sẽ làm một món gì nhái khô to to một chút để cho mọi người xem nhé. Này, cái thịt tan ở trên sống lưng nó ấy, ăn giống thịt luôn, ngon. Trên sống lưng nó này. Bây giờ đến mình nhăn quả sống lưng đến đỉnh không? Quá đỉnh. Ngọt đấy nhỉ? Những con như này thì mình thích ăn ngon, ăn được giòn và quay. Mà không biết là anh em mình quay này có vi phạm là quy định 16 nhỉ? Cái gì nhỉ? Cái gì 16? Chỉ định 16 nhỉ? Covid là không được tụ tập quá 5 người, ở trên mình 5 người hay 3 người ấy. Hôm qua mình vừa mới nghe thông báo rồi nên là không nhớ kỹ. Anh em mình giờ cũng chỉ có loanh quanh ở đồng, ra đồng. Ở làng không dám đi đâu, ở nhà người khác. Không chả dám tụ tập. Sợ thật mọi người nếu ở đâu thì giữ nguyên chỗ đó nhá. Không thể không đi tụ tập được. Chết đấy, mắc Covid là chết đấy. Chết dở đấy. Bây giờ Covid lan ra cộng đồng rất là nhiều rồi. Mọi người nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Đứng ở đâu, ăn ở đâu, ở nhà chống dịch, đặt nhái khô về. Đặt nhái khô của anh em mình về làm lương thực dự trữ nha mọi người nha. Nhái khô của anh em mình có thể chiên giòn này, rim mắm này, ăn cơm, uống nhậu, bia, rượu, các kiểu thể loại luôn, ngon cực luôn. Inbox Zalo 0981640046 nha mọi người nha. Ai kìa. Con cua nó lôi con, lôi cái con mấy bắt đấy. Em nhử ấy, im tao tao cầm, đừng ấy, phải lôi con trạch này ra đã để bắt con cua này. Im đấy, nó ra theo mày chuẩn bị thò tay xuống tóm nhá. Ok, đấy là lấy con của mình, nó chắc. Con cua này nó ăn nghề cái đầu. Mày bỏ tay ra, mày ra, để tao giữ nó ra, nó mà bắt. Đấy đấy, được. Ăn cái đầu cá mình làm rồi đúng không? Đấy,
Thứ tư. Bắt được không? Không. Ủi giời ạ. Ít là con cua. À mà con cua nó rúc dưới gạch của mày mà. Nhấc đít lên phát là bắt được. Này đây. Này đây, làm mồi. Cua nhiều cua này rất dễ đánh và rất dễ câu cho mọi người nhé. Bọn nó rủ xuống tắm này. Ui, tắm á? Khả năng là sẽ anh em mình sẽ kết thúc video này ở đây. Anh em mình xuống để đi tắm đã. Những cái phần đầu này không phải là chưa chín chín rồi, nhưng mà tí nữa anh em mình sẽ chiên lại để ăn. Món này ăn ngon mà nhỉ, nhưng mà anh em mình hơi thiếu lửa một tí. Chưa thành công lắm, tại vì thiếu mất một tí lửa để cho nó giòn hẳn. Nhưng nó chín hết rồi. Clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Nếu thấy clip anh em mình hay, nhớ để lại anh em mình một like, một share, một comment, một đăng ký kênh, ấn chuông bên cạnh nhá. Và bye bye mọi người nhá. Anh em mình phải xuống tắm nhá. Nóng quá. Tắm từ từ. Mấy cua. Làm phát ở đây cho nó mát. Ngon. Úi da. À trôi. Mày bảo anh trôi trôi được xuống dưới kia không? Mọi người bảo mình nổi được không? Mình sẽ nổi trôi cho mọi người xem nhé. Bạn đất bắn đập lưng vào đá đấy, đoạn này kinh lắm. Từ từ, nuốt nốt đã.